thưa quý vị, đây là hình ảnh chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau trận ẩu đả của một nhóm người trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc này, ngày 20 tháng 2 năm 2023, Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc. Trong những người liên quan có YouTuber Võ Minh Điền được biết đến với kênh Điền Đồ Cổ. Bước đầu nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa nhóm YouTuber và là các hành khách trên xe và nhóm YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, như báo Thanh Niên đưa tin tối 17 tháng 2 năm 2023, tại đường Bình Thành, gần hẻm 257 phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau của hai nhóm người. Vụ việc khiến một chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng. Theo hình ảnh đoạn clip do những người trong chiếc ô tô ghi lại, một người đàn ông bị nhóm người lạ lao vào đánh tới tấp. Gần đó, một số người cầm chai bia, gậy cũng định lao vào tham gia đánh nhau, nhưng được những người xung quanh ngăn lại. Người lái chiếc ô tô trong đoạn clip cho biết tối 17 tháng 2, tài xế được thuê chở nhóm khách đến đường Bình Thành, quận Bình Tân. Khi xe đến đầu hẻm 257 đường Bình Thành, khách mở cửa đi xuống thì bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn chục người lạ tấn công khách trên xe nên khách đóng cửa xe lại. Nhóm người lạ đập phá xe, yêu cầu tài xế mở cửa. Sợ phương tiện bị hư hỏng, người này lái xe bỏ chạy, nhưng nhóm người đuổi theo kịp, tiếp tục đập phá xe, đánh nhóm hành khách khiến hai người bị thương. Chiếc ô tô bị nhóm người đập phá gây hư hỏng, bể kính, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Tài xế sau đó đã đến trụ sở công an trình báo. Ngay trong đêm xảy ra sự việc, công an đã mời những người liên quan lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.